Hello cả nhà, ngày hôm nay là cái combo siêu phẩm mụn nám tàn nhang, lỗ chân lông to, da không đều màu và đặc biệt là mụn nha, mụn ngủ, mụn bọc nha cả nhà. Bơi vào đây với em hết cả nhà ơi, đây nè. Cái combo này rất là thần thánh luôn. Xài chỉ cần xài đúng cái chai xăm cao rừng này trong vòng 21 giờ là chúng ta sẽ có kết quả hấp thụ luôn cả nhà. Bây giờ em hướng dẫn khách hàng xài nha. Bước 1 là chúng ta sẽ rửa mặt thật sạch bằng cái chai nhân sâm này nè. Đây là cái chai sữa rửa mặt chiết xuất 100% từ củ nhân sâm thiên nhiên nha cả nhà. Xài lên da cực kỳ căng bóng mờ thâm luôn nha. Và luôn những cái khuyết điểm trên da của mình giống như là da dầu. Bước 2 chúng ta lắc đều cái chai này. Chai này là chai xăm cao rừng chiết xuất 100% từ củ nhân sâm thiên nhiên, từ cao rừng đỏ và xăm vàng nha cả nhà. Đây là chúng ta xài cái chai này một ngày xài 2 lần cho Tuyền nha, xài đúng 2 lần cho Tuyền. Ai mà da nặng quá xài 3, nhưng mà bình thường xài 2 lần là hấp thụ rồi, 24 giờ có kết quả nha. Sau khi trong quá trình 24 giờ có kết quả, da của mình hấp thụ hồng đỏ nhẹ là chuyện rất là bình thường nha cả nhà. Khi mà chúng ta cảm thấy là da của mình đang căng bóng đẹp sưng rồi, ok, xài cái chai serum kháng viêm phục hồi này vô cho em. Cái combo này nè cả nhà, mua 1 được 4 trên cái clip của Tuyền nha. Đây mọi người nhìn nè, và đặc biệt khách hàng sẽ nhận được một phiếu cạo trúng xe hơi. Đây, trúng xe hơi và hàng ngàn quà tặng khác, giá trị phần quà lên tới 10 tỷ đồng nha khách yêu nha. Cho nên là trên cái clip này, khách hàng nào mà mua cái combo xăm cao gừng này, nhấp ngay và luôn vô cái clip này nha cả nhà. Chỉ duy nhất trên cái clip này được cái giá ưu đãi mua 1 được 4 nha cả nhà. Đây mọi người nha, combo này bình thường rơi vào 1,2 triệu, nhưng trên cái clip này chỉ 399k nha cả nhà nha.